Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu quý vị và các bạn những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quan Toan Hồng Bàng Hải Phòng. Vâng, rất nhiều là mẫu xe đẹp đang có mặt tại đây. Vâng, đầu tiên là mẫu xe 7 chỗ ngồi form dáng rất là đẹp, một mẫu SUV sử dụng máy dầu 2.4, hộp số sàn nhé quý vị nhá. Toyota Fortune sản xuất năm 2009, phiên bản máy dầu số sàn 2.4, cực kỳ khỏe khoắn, số sàn 5 cấp, biển số 18A17259, một chiếc xe rất là đẹp. Hạn đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Nội thất, ngoại thất thì rất là tuyệt vời, lốp thì rất là to và mới. Vâng, form dáng thì cực kỳ thể thao, bắt mắt. Đấy, form dáng nội thất thì mọi người có thể nhìn nhá. Vâng, rất là đẹp, rất là rộng rãi luôn. Nội thất màu trong bên trong thì màu nâu, nâu đỏ rất là đẹp, và với giá là 459 triệu đồng, một chiếc xe rất là ok. Vâng, tiếp theo đây một chiếc xe sửa Karen sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.6, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 7 chỗ ngồi, thương hiệu đến từ Kia của Hàn Quốc. Một chiếc xe mà 246 triệu đồng. Con này thì máy số zin, côn số ngọt, biển số 37A32015, rất là tuyệt vời. Rất là ok. Vâng, tiếp theo đây một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, Hyundai Venue, sản xuất năm 2008, phiên bản máy xăng 1.4, hộp số sàn 5 cấp, 5 chỗ ngồi. Một chiếc xe mà giá có 167 triệu đồng thôi. Máy êm, gầm bệ chắc, keo chỉ thì zin toàn bộ xe. Vâng, biển 92A03286, rất là đẹp luôn. Tiếp theo bên cạnh là một mẫu xe nồi đồng cối đá đến từ Nhật Bản, Hyundai, con Toyota Innova bản G, sản xuất năm 2006 nha quý vị nhá. Sử dụng máy xăng 2.0, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 8 chỗ ngồi, cực kỳ rộng rãi và giá thì chỉ có 248 triệu đồng thôi. Xe rất là đẹp, biển số Hà Nội luôn, 30A07500. Vâng, nội ngoại thất thì không phải nghĩ ngợi gì rồi, rất là đẹp. Vâng, những ai yêu thích Innova thì đây cũng có một chiếc tiếp theo. Sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng, số sàn 5 cấp 2.0. Con này thì giá 310 triệu đồng, form dáng rất là mới, vâng, rất là đẹp. Biển số 35A10104. Vâng, những ai yêu thích dòng hai cầu khỏe khoắn thương hiệu đến từ Mỹ thì đây là một lựa chọn. Hyundai Ford Escape sản xuất năm 2002, phiên bản máy xăng 3.0. Một chiếc xe khá là đẹp, hai cầu rất là khỏe khoắn, biển số Hải Phòng 15A08765. Rất là tuyệt vời luôn. Và chiếc xe thì cực kỳ khỏe. Vâng, đi lại địa hình đồi núi thì quá là tuyệt vời rồi. Những ai ở đồi núi thì hãy mua chiếc xe này để cảm nhận. Vâng, một chiếc xe mà giá rất là rẻ, chỉ có 130 triệu đồng thôi. Vâng, bên cạnh đây một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Nhật Bản, đã gắn sẵn camera lùi, camera hành trình. Form dáng thì rất là đẹp, màu trắng ngọc trinh khá là bắt mắt, biển số 47A22560, rất là tuyệt vời luôn. Hạn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020, nội thất rất là đẹp. Đăng ký 7 chỗ ngồi, rộng rãi. Vâng, Nissan Grand Livina máy xăng 1.8, con này thì sử dụng hộp số sàn 6 cấp nhá quý vị nhá, rất là đẹp luôn. Tiếp theo bên này là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, một chiếc xe giá chỉ có 216 triệu đồng thôi, rất là rẻ, rất là đẹp. Máy xăng 1.0, rất là tiết kiệm nhiên liệu, hộp số sàn 5 cấp, rất là tuyệt vời. Đã gắn sẵn camera rồi, camera hành trình rồi, rất là ok. Vâng, những ai yêu thích dòng xe 7 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi thì đây là một lựa chọn. Kia Carniva sản xuất năm 2009, phiên bản máy xăng số tự động 2.4, cực kỳ khỏe, form dáng thì rất là thể thao. Con này thì so sánh cùng với dòng Grandis hoặc là các cái dòng Toyota. Vâng, rất là đẹp luôn. Biển số 15A03532, hạn đăng kiểm tháng 11 năm 2020. Nội thất thì cực kỳ rộng rãi, ghế xoay, form dáng đẹp. Nội thất đẹp, rộng rãi cực kỳ. Vâng, những ai yêu thích dòng 7 chỗ Hyundai Kia thì đây cũng là một lựa chọn. Hyundai Kia Carren, con này thì bản đủ full option cửa nóc luôn, gần 300 triệu, 298 triệu. Hạn đăng kiểm thì đến tận tháng 1 năm 2021, sản xuất năm 2010. Vâng, rất là đẹp luôn, sử dụng hộp số tự động luôn quý vị nhé, rất là tuyệt vời. Và với giá thành thì cũng tương đối khá là ổn, 298 triệu đồng một chiếc xe biển Hà Nội luôn, 30A17621. Vâng, những ai yêu thích dòng Mitsubishi Grandis thì đây là một lựa chọn này. Một chiếc Mitsubishi Grandis đăng ký 7 chỗ ngồi, sử dụng máy xăng 2.4, hộp số tự động luôn. Con này thì cực kỳ tiết kiệm xăng. Vâng, xe gia đình, máy số zin, nội ngoại thất thì hoàn hảo. Vâng, form dáng rất là đẹp. Và biển số Hải Phòng luôn, 15A11422.
rất là tuyệt vời, với giá thành chỉ có 264 triệu đồng thôi. Vâng, con này thì Huyên, con này bên nhà em đã bán rồi, Hyundai Avante đã bán cho khách rồi, giờ chỉ đợi rút hồ sơ rút biển thôi. Vâng, những ai yêu thích dòng Chevrolet Captiva thì đây là một lựa chọn. Chevrolet Captiva 2007, một chiếc xe sử dụng máy xăng 2.4, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi và giá chỉ có 225 triệu đồng thôi. Máy số zin, gầm bệ chắc, nội ngoại thất hoàn hảo, cua lốp vẫn còn rất là đẹp và form dáng thì rất là thể thao, rất là bắt mắt, biển số 82A02801. Những ai yêu thích dòng xe 8 chỗ ngồi khỏe khoắn thương hiệu đến từ Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc và được nhà nước sử dụng rất là nhiều, hoặc là cơ quan ngân hàng, những vị trí rất là quan trọng sử dụng, thì đây là một lựa chọn. Mitsubishi Ringer sản xuất năm 2008, phiên bản máy xăng 2.4, cực kỳ khỏe, số sàn 5 cấp, đăng ký 8 chỗ ngồi và giá thì siêu rẻ, chỉ 235 triệu đồng một chiếc xe biển Hà Nội luôn, 30F22847. Vâng, con này thì nhập khẩu nguyên chiếc, full option, xe cực kỳ đẹp. Vâng, nội ngoại thất thì không phải chê trách cả. Những ai yêu thích dòng Captiva thì đây cũng là một lựa chọn, một chiếc Captiva màu đen 2009. Vâng, đăng ký 2009. Con này sử dụng máy xăng số sàn 2.4, nộp hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 7 chỗ ngồi. Form dáng rất là đẹp và giá bán thì chỉ có 248 triệu đồng thôi. Xe thì rất là ok và nội ngoại thất thì rất là tuyệt vời. Đã có gắn sẵn giá nóc cũng như đuôi vậy. Form dáng thì ok, biển số Hải Phòng luôn, 15A31062. Rất là tuyệt vời. Vâng, những ai yêu thích dòng xe cỡ nhỏ thì đây là một lựa chọn. Con này bán cho khách rồi, giờ em đang đợi rút hồ sơ thôi. Vâng, bên đây có một chiếc Kia Morning rất là đẹp, biển số 43A19067. Vâng, form dáng thì màu trắng ngọc trinh, rất là bắt mắt. Con này 2016, màu sử dụng máy xăng 1.6, rất là đẹp. Form dáng thì cực kỳ thể thao, đã gắn sẵn camera lùi, camera hành trình, màn DVD, tuyệt vời. Và với con này thì tư nhân chính chủ zin đét đẹp và chỉ có 236 triệu đồng chiếc này thôi nhá. 236 triệu đồng một chiếc xe màu trắng ngọc trinh cực kỳ bắt mắt, mẫu hatchback nhỏ gọn, hạn đăng kiểm đến tháng 9 năm 2020. Vâng, những ai yêu thích mẫu xe nổi đồng cối đá Vios thì đây là một lựa chọn. Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2009. Con này thì sử dụng máy xăng 1.5, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi và với giá bán 192 triệu đồng thì đây là một đối thủ xứng tầm của tất cả các chiếc xe ở trong cửa hàng nhà em, biển 15A43071. Vâng, rất là đẹp luôn, form dáng nội thất cũng rất là tuyệt vời. Vâng, ngoại thất thì màu đen khá là bắt mắt, mẫu sedan được đánh giá là nồi đồng cối đá của Việt Nam đấy. Nội thất bên trong cũng khá là tương đối, rất là ok, form dáng đẹp. Những ai yêu thích màu đỏ của Morning thì đây cũng là một lựa chọn. Kia Morning màu đỏ khá là bắt mắt. Con này sản xuất 2014, phiên bản máy xăng 1.25, hộp số sàn 5 cấp và đăng ký 5 chỗ ngồi. Một mẫu hatchback nhỏ gọn và giá thì chỉ có 199 triệu đồng thôi. Máy số zin, biển số 43A13137. Vâng, 199 triệu đồng. Những ai yêu thích dòng 7 chỗ Nissan thì đây cũng là một lựa chọn này. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi Nissan Grand Livina sản xuất năm 2011, phiên bản máy xăng 1.8, hộp số sàn 5 cấp, màu xanh khá là bắt mắt. Hạn đăng kiểm đến tháng 4 năm 2021, có giá nóc đuôi vây rất là tuyệt vời. Và con này thì sử dụng đèn nổ tắt tốp. Vâng, đèn nổ tắt tốp rồi túi khí cho người lái, người ngồi rất là an toàn. Những ai yêu thích dòng nhập khẩu của Hyundai Getz thì đây là một lựa chọn. Hyundai Click sản xuất năm 2007, phiên bản máy xăng 1.4, cực kỳ khỏe, cực kỳ đầm chắc, máy móc êm, côn số ngọt, nội ngoại thất thì hoàn hảo. Vâng, màu bạc khá là bắt mắt, biển số Hà Nội luôn, 30A48430. Vâng, giá chỉ có 158 triệu đồng thôi. Vâng, rất là rẻ, rất là tuyệt vời. Những ai quan tâm mẫu xe này nhanh chóng gọi điện cho em để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc của mọi người. Vâng, những ai yêu thích dòng Kia Morning mẫu mới thì đây là một lựa chọn này. Kia Morning sản xuất năm 2015, phiên bản máy xăng màu vàng khá là bắt mắt, nội ngoại thất hoàn hảo và giá chỉ 205 triệu đồng thôi. Hạn đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 và sử dụng máy xăng 1.0, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi. Biển số 15A38097, rất là đẹp. Còn tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Getz màu xanh, rất là tuyệt vời luôn. Form dáng rất là đẹp mà sản xuất tại Việt Nam, sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.4, form dáng thì khá là đẹp, biển số giá bán thì chỉ có 185 triệu đồng thôi. Con này tư nhân chính chủ bản đủ luôn đấy. Vâng, mọi người có thể nhìn form dáng nội thất rất là đẹp luôn. Và con này sử dụng vành đa chấu 5 chấu hoa. Rồi, rất là tuyệt vời.
Bên em thì vẫn còn một chiếc Hyundai i10 biển 79A06637, nội ngoại thất thì cũng giá là đẹp, màu trắng ngọc trinh khá là bắt mắt. Con này tư nhân chính chủ luôn, có túi khí cho người lái, người ngồi. Bản đủ lên là chiếc xe này 268 triệu đồng, hộp số sàn nâng cấp, đăng ký đến 5 chỗ ngồi. Vâng. Những ai quan tâm mẫu xe này thì cứ alo cho em. Con này thì tạm thời vừa hết hạn đăng kiểm, khi mà mọi người mua thì bên em sẽ miễn phí hạn đăng kiểm cho mọi người. Biển 79A06637. Vâng. Những ai yêu thích mẫu Karen số sàn thì đây cũng là một lựa chọn này. Kia Karen sản xuất năm 2009 phiên bản máy xăng số sàn 1.6. Một chiếc xe mà giá chỉ có 245 triệu đồng như nhá quý vị nhá. Vâng, 245 triệu đồng, biển 79A14620. Rất là đẹp luôn, form dáng rất là đẹp, hạn đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2021. Vâng. Tiếp theo đây là một chiếc Mitsubishi Grandis sản xuất năm 2006 phiên bản máy xăng 1.2.4, nội ngoại thất hoàn hảo, form dáng thì cực kỳ đẹp, sử dụng hộp số sàn hộp số tự động, biển số 37A20848. Con này thì bên nhà em hay đi công vụ. Vâng, vì mức tiết kiệm xăng rất là tiết kiệm nên là con này hay được sử dụng để đi công vụ, rất là tuyệt vời. Và với giá thì cũng chỉ có 250 triệu đồng thôi. Vâng, rất là đẹp, rất là rẻ. Những ai yêu thích dòng 7 chỗ nhỏ gọn như một mẫu hatchback thì đây là một lựa chọn này. Chevrolet Vivan sản xuất năm 2008 phiên bản máy xăng số sàn 5 cấp, đăng ký đến 7 chỗ ngồi, biển 73A02074, một chiếc xe khá là đẹp, hạn đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021. Vâng, rất là tuyệt vời, màu đen khá là bắt mắt, rất là sạch sẽ, form dáng đẹp, kiểu dáng đẹp, và với giá thì chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Vâng, con này thì chỉ 168 triệu đồng thôi. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0986918926. Cửa hàng em thì rất nhiều ô tô, thế nên là những ai quan tâm đến mẫu xe nào thì cứ alo cho em, sẽ có báo giá chi tiết cho từng chiếc xe và mọi người có thể là đến tham khảo xe. Và rất vui nếu mọi người đến cảm nhận, lái thử những chiếc xe này để cảm nhận được chất lượng của những chiếc xe này. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn có một ngày vui vẻ và chọn cho mình được chiếc xe đẹp. Xin chào tạm biệt.